Chào các con, cô Hồng Vân rất vui mừng chào đón các con đến với bài học tiếp theo. Trang số 5, chúng mình sẽ học về một phần lý thuyết mới mà chúng ta chưa từng học phía trước đó. Đó là ethnos ở trong nhịp 2-4. Như vậy, khi hai nốt đen được nối vào với nhau thì chúng ta sẽ được gọi nó là móc đơn. Và khi chơi thì chúng ta sẽ chơi nhanh gấp đôi nốt đen. Trước khi vào bài thì cô sẽ hướng dẫn cho các con nghe thế nào là nốt đen và thế nào là móc đơn. 1, 2, 3, 4. Đô, rê, đô, rê, đô, rê, đô, rê. Đây là móc đơn. Thế còn như thế này là nốt đen này. 1, 2, 3, 4. Đô, rê, đô, rê. Như thế này là các nốt đen. Như vậy các con cũng nghe thấy là móc đơn, chúng ta sẽ cần phải hát nhanh gấp đôi lên. Và như vậy chơi trên đàn thì chúng mình cũng sẽ phải gõ tay nhanh hơn gấp đôi nhé. Bây giờ thì vào bản nhạc này, cô sẽ hướng dẫn cho các con đọc nốt. Chỗ này có phần móc đơn của nốt đô rê nối với nhau, mi rê. Thì chúng ta sẽ không có dừng lại ở những chỗ mà nốt móc đơn đang được viết như thế này, mà chúng ta phải đọc một mạch cho đến khi nào nốt, dạng nốt mà các con được dừng lại thì các con mới được nghỉ ở đấy nhé. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn với nhịp đều 2-4 như sau. 1, 2, 1, 2. Đô, rê, mi, rê, đô, son, la, đô, son, hai. Đô, rê, mi, fa, son. Đô, mi, rê, đô, si, đô, hai. Đó là phần giai điệu của bản nhạc này. Vậy sau đây các con nhìn cô làm mẫu chơi trên đàn. Cô sẽ hướng dẫn cho các con vị trí đặt tay cũng như cách chơi bản nhạc này nhé. Đối với tay phải của bài Bling Talk, chúng mình sẽ chơi ở vị trí đô trung tâm. Tuy nhiên là chúng mình có nốt móc đơn thì các con chơi nhanh hơn nhé, nhanh gấp đôi nốt đen. Thì bây giờ cô sẽ làm mẫu với phần của khóa son như sau này. 1, 2, 1, 2. Đô, rê, mi, rê, đô. Lặng. 1, 2, 1, 2. Đô, rê, mi, fa, son. Đô, mi, rê, lặng. 1, 2. Và phần tay trái chúng ta cũng đặt vị trí ngón 1 ở đô trung tâm. Vậy nốt đầu tiên là nốt son, chúng ta sẽ xuất phát từ ngón thứ 4. Cô sẽ chơi riêng phần tay trái như sau. 1, 2, lặng. Son, la, đô, son, hai. Sau đó là nghỉ dấu lặng khá dài, rồi chúng ta sẽ chơi tiếp 3 nốt cuối là đô, si, đô, hai. Đó là phần của tay trái. Và sau đây thì cô sẽ chơi hai tay thành một bản nhạc từ đầu đến cuối hoàn chỉnh. 1, 2, 1, 2. Cô sẽ chơi cùng với lại nhạc beat. Bây giờ cô sẽ chơi với lại tốc độ nhanh nhé.
vậy, cô Vân đã vừa hướng dẫn xong cho các con bài Blank Talk. Ở bài này có phần hơi khó một chút bởi vì chúng ta lần đầu tiên áp dụng móc đơn trong bản nhạc. Vậy các con hãy luyện tập thật kỹ để mình cảm nhận về móc đơn được đúng và chơi được thành thạo bản nhạc này nhé. Chúc các con luyện tập bài này thành công. Hẹn gặp lại ở bài học tiếp theo. Chào các con.